Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Ken Erim. There is always time for one more adventure. Chà, toàn tem cứng. Tem mình có Elendor. I was taught the rules. Now I can break them. Oh, Helen đi đâu rồi? FP ạ. Bỏ đi à. Cảm ơn hai bạn đã rất tuyệt vời. Unforeseen is what makes an adventure worthwhile. Học phết nha. Cái gì đây mù rát nữa. Hồi máu đi. Oh. Unforeseen is what makes an adventure worthwhile. Chơi bời kiểu đấy. The unforeseen is what makes an adventure worthwhile. A day without dance is a betrayal of the forest. A day without dance is a betrayal of the forest. Vẫn chọn đấy. There's a fine line between surprise and shock. Từ chối hiểu. Nó chạy từ lúc nào giờ vào. A day without dance is a betrayal of the forest.
cho bản thân mình vậy. I was taught the rules. Now I can break them. Cho mày đi theo thằng AD là thằng rừng luôn. The unforeseen is what makes an adventure worthwhile. Rồi, xong, đúng là em cả thật luôn. Only cowards fear that which is different from them. A day without dance is a betrayal of the forest. I was taught the rules. Now I can break them. A day without dance is a betrayal of the forest. The unforeseen is what makes an adventure worthwhile. Unforeseen is what makes an adventure worthwhile. When you say dangerous, do you mean fun? Chạy nhanh đấy, mù giáp. Only cowards fear that which is different from them. Unforeseen is what makes an adventure worthwhile. There's a fine line between surprise and shock.
bọn nó sẽ tem cảm giác chưa cây luôn cảm giác chưa chưa tăng lên. The unforeseen is what makes an adventure worthwhile. Nó nấp ghê thế nhở. Mít 3.000 vàng. Vài cả mít chừng mấy nghìn, 6.000. Chết này. Do you mean fun? Được đấy. Cái gì đó mà đi lấy hàng cái gì à. Tem không thằng nào lên sách luôn. Lên hai cái như này liền quá cái gớm rồi đấy. Hôn nó chết. The unforeseen is what makes an adventure worthwhile. Kìa lên hỗ trợ thằng Skull kìa. There's a fine line between surprise and shock. Chơi nó trước, chơi nó trước. Quên anh là ai à? Erin, khống chế vẫn bắn được nha. I was taught the rules. Now I can break them. Bạn khống chế rất tốt nhưng mà tôi rất tiếc. There is always time for one more adventure. Wow, a day without dance is a betrayal of the forest.